Xin chào tất cả các bạn đã quay lại clip của mình nha. Hôm nay mình mời các bạn theo dõi mình làm món gỏi cuốn. Nguyên liệu gồm có tôm, thịt, rau sống, bún. Đây, bánh tráng này để chút mình cuốn gỏi cuốn đó các bạn. Mời các bạn làm với mình nha. Gỏi cuốn mình đã làm xong đây các bạn. Xin mời tất cả các bạn nha. Không thể thiếu nước chấm nha các bạn. Nước chấm đây, chấm gỏi cuốn này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn những video sau của mình nhé.